Mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Đây tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Minh Phú nha. Sẽ có một số hoa giấy, một số phô giấy, rất là nhiều loại muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Cây gồm ghép nhiều màu quý anh chị em. Rồi anh chào Phú. Dạ chào anh Thái, chào cô chú anh chị đang ủng hộ kênh của anh Thái nha. Hôm nay em có về một số mặt hàng hoa giấy bonsai mini Thái 5 màu và những cây phôi muốn phục vụ cô chú anh chị mình chơi hoa kiển. Rồi, đầu tiên là lên cây mã số 1, không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị mình luôn nha. Một cây cẩm thạch tím siêu bông thành phẩm anh chị em. Dạ. Quân toàn đặt và đang lên búp ha. Dạ. Cái lô này em còn rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 65, tán rộng 40. Cái hoành của nó là 11. Mã số 1 em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 220.000. Cây đi nguyên chậu luôn ha. Dạ, cây đi nguyên chậu quý cô chú anh chị. Bao gồm phí ship rồi cả chậu luôn anh chị em. Cả chậu luôn quý cô chú anh chị. Về quý anh chị em mình cứ để ban công à. Dạ. Tiếp theo là lên cho quý cô chú anh chị mình là một cái cây ba màu. Màu cam, màu trắng và màu hồng nha quý cô chú. Ba màu Thái. Ba màu Thái. Chiều cao của nó là 70, tán rộng. Tán rộng của nó là 55. Cây màu cốt và ghế quái luôn. Dạ, cái hoành của nó là 14 quý cô chú anh chị. Rồi. Dạ, cây hoa giấy khi đi thì nó có thể là nó bị khô nước, nó bị rớt lá, rớt bông xíu nha quý cô chú anh chị. Cũng thông cảm giúp em nha. Về mình chăm lại là dạ, về chăm lại là khỏe lại, nhưng mà vẫn là bao sống khỏe hết nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 3 này cũng siêu lưu quý cô chú anh chị mình là 220k bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 2. Mã số 2. Tiếp theo là em lên cái mã số 3. Là một cái cây tiếp tục là cây này là cây Thái 5 màu nha quý cô chú anh chị. Cây này cây Thái 5 màu mà chưa lên đủ mặt hoa nha quý cô chú anh chị. Mới lên được trắng và hồng quý anh chị. Chiều cao của nó là 70. Tán rộng của nó là 55. Cái hoành ở trên đây là 11 hoành. Rồi mã số 3 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 220.000 luôn nha. Cái mã số 4 em cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị là một cây Thái 3 màu. Cây Thái 4 màu. 4 màu. Băng keo 4 màu anh chị em. Màu hồng, màu đỏ, màu cam, màu vàng quý cô chú anh chị ơi. Cây này lên búp đủ rồi ha. Dạ. Cái mã số 4. Chiều cao của nó là 70, tán rộng của nó là 50. Cái hoành của nó là 15. Cái mã số 4 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 220.000 luôn nha. Rồi. Tiếp theo lên cây mã số 5 là Thái 5 màu lớn nha quý cô chú anh chị. Cây này đang phun bông một cốt dạ, anh chị. Xe đại. Cây rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó là 1m2 đó quý cô chú anh chị ơi. Tán ngang của nó là 1m15. Rễ quái à. Dạ. Hoành ngay vị trí này là 24 hoành quý cô chú anh chị ơi. Cây rất là sạch à. Dạ. Đế rất là lực nha. Nghiêng phần tàn xuống em. Dạ. Đây, quý cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp quý anh chị. Rồi, cây mã số 5. Cây mã số 5 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 460.000 nha. Một cây xứng đáng quý anh chị. Một cốt dạ. Rất lực. Cây này phí ship cao lắm quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. À dạ. Mã số 6. Cây mã số 6. Là một cây 5 màu. 5 màu ghép gồm có tím bướm, đỏ lửa, trắng mã lai, cam lửa. Cam lửa, trắng mã lai với cái một cái màu gì nữa đây ta? Đỏ lửa. Đỏ lửa nó có rồi. Đỏ lửa, cam lửa, tím bướm và trắng mã lai quý anh chị em. Dạ, bốn màu quý cô chú chị ơi. Phơm gom rất là đẹp luôn. Phơm gom, củ thì rất là sạch sẽ. Chiều cao của nó là 1m1 quý cô chú chị ơi. Hoành, em đo ngay vị trí này là 22 hoành nha quý cô chú chị. Cây mã số 6 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị là 430.000 nha. Rồi, cây cực kỳ đẹp luôn nha. Cây mã số 7. Cây này gồm có đỏ lửa, trắng mã lai, tím bướm, tím tuyết. Chiều cao của nó là 1m. Tán rộng của nó là 1m1. Hoành ngay vị trí này là 23 hoành nha quý cô chú anh chị. Mã số 7 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 430.000 luôn nha. Cây vẫn là 4 màu ha. Dạ.
Rồi, cây mã số 8 là một cây tím lá xanh. Tím lá xanh. Tím quế quý anh chị. Dòng này là độc biến từ cẩm thạch. Chiều cao 1m. Dòng này cũng siêu hoa luôn nha quý cô chú anh chị. 8090. Rồi là tím Huế quý anh chị. Hoành nghi chín này 19 hoành quý cô chú anh chị. Mã số 8 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 350.000 nha. Phồn tàn rất là đặc ha. Mã số 10. Cây tím tuyết siêu bông. Dạ. Dòng này rất dễ dòng bông. Dòng này miếng nó ra đọt là ra bông quá chị em. Dạ. Chiều cao của nó là 80. Tán rộng của nó là 50. Hoành ngay vị trí này là 20. Cây mã số 10 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 luôn nha. Cây mã số 11. Cây dưa hấu đỏ. Cây dưa hấu đỏ của cô chú anh chị. Cây này thích hợp để bàn của anh chị em. Đang lên cơ búp à. Quá cứng búp à. Rồi chiều cao của nó là 70 luôn quý cô chú anh chị ơi. Tán ngang của nó là 45. Cái hoành của nó là 12. Mã 12, mã 11 nó cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 nha. Quá rẻ. Mã 12. Là một cái cây hấu đỏ ha. Dạ. Chiều cao của nó là 65, tán ngang của nó là 50. Cái hoành của nó. Cái hoành. Ngay vị trí này là 13 hoành quý cô chú anh chị ơi. Mã 12 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 luôn nha. Mã 12. Mã 13 là một cặp cẩm thạch tím siêu hoa. Cặp này về để bàn trà cực kỳ đẹp cho quý cô chú anh chị, ban công. Chiều cao 50. Tán rộng 50. Hoành ngay đây là được 10. Hoành ở bên đây được 12. Rồi, cây mã số 13, cặp mã số 13 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000 nha. Xin lỗi, 250.000 một cặp nha quý cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo vẫn là một cái cây cẩm thạch tím siêu bông hàng mini bonsai. Form tàn mã 14. Tự nhiên quý anh chị em. Dạ. Chiều cao 40. Tán rộng 30. Cái hoành 11 hoành. Mã 14 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 luôn nha. Cây cực kỳ dễ thương nha. Mã số 15. Tiếp tục là ngũ sắc là màu thái của anh chị em. Đang rực rỡ hoa. Dạ. Cây mã số 15. Chiều cao 1m1. Tán rộng 1m1. Hoành 20 hoành quý cô chú anh chị ơi. Mã 15 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị là 450.000 nha. 450.000. Cây cực kỳ đẹp luôn. Năm mặt qua nha quý anh chị. Dạ. Đang nở rồi. Dạ, bao chứng là 5 màu thái hết nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 16. Rất đẹp quý anh chị. Màu vàng, màu cam. Chiều cao màu đỏ, màu hồng. Chiều cao của nó là 1m1. Màu trắng phức tán hồng. Tán rộng của nó là 1m. Cái hoành. Cái hoành ngay vị trí này là 22 hoành quý cô chú anh chị. Mã 16 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 450.000 luôn nha. 450.000 là có một cây cực kỳ đẹp chơi. Bạn lấy mấy cái đó xịt lại luôn. Rồi tiếp theo. Mã 17 là một cây tím tuyết siêu hoa. Chiều cao 70. Thấy bông không? Tán rộng 35. Thấy quái ha. Dạ. Cái hoành của nó là 16 hoành quý cô chú anh chị. Mã 17 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 220.000 luôn nha. Giá quá rẻ. Mã số 2, mã số 18. Cũng là tím tuyết không anh chị? Dạ. Hoa đậm à. Chiều cao của nó là 70. Tán rộng của nó là 40. Cái hoành của nó là 13 hoành.
Rồi, nó 18 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 ngàn nha. Mã 19. Vẫn là tím tuyết luôn. Dạ, chiều cao của nó là 80. Tán rộng của nó là 50. Hoành, vị trí này là 14 hoành. Cây một cốt rất. Dạ, mã 19 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220 ngàn luôn nha. Mã 20 lên phôi với cô chú anh chị ạ. Rồi, mã 20. Chiều cao của nó là 60. Cái hoành của nó là 12. Cây một rễ. Dạ, sổ đế là 30. Cây mã 20 thì xin giao lưu với cô chú anh chị là 150 ngàn. Rồi, tiếp theo lên cây tiếp theo lên là cây mã số 21. Vẫn là phôi giấy của anh chị em. Dạ. Chiều cao của nó là 70. Đấy, cái là quái à. Dạ, cái hoành của nó là 16 hoành quý cô chú anh chị. Mã 21 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 280 ngàn nha. Giống như con lạc đà của anh chị em. 80k. Mã số 22. Tiếp tục vẫn là phôi một rễ của anh chị em. Chiều cao. Chiều cao của nó là 60. Hoành của nó là 12. Rồi, mã 22 này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ngàn luôn nha. Mã số 23. Và chiều cao của nó là 70. Hoành của nó là 13. Sổ đế 35. Mã 23 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ngàn. Mã 24. Lắc rất là quái luôn kìa. Chiều cao của nó là 60. Hoành của nó là 15. Mã 24 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ngàn luôn nha. Mã 25. Chiều cao 70. Hoành 12. Mã 25 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k nha. Mã 26. Chiều cao 50. Hoành 14. Mã 26 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ngàn luôn nha. Mã 27. Lắc rất là quái với anh chị em. Chiều cao 50. Hoành 11. Cái mã 27 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 ngàn nha. Mã 27, mã 28. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Hoành 18. Sổ đế 40. Rồi cái mã 28 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 200k. Mã 29. Chiều cao 50. Hoành 17. Cái mã 29 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k. Bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo, một cái cây bonsai thành phẩm. Ghép cầm thạch tím siêu bông của anh chị. Dạ. Chi cành đã đánh dây hết sẵn rồi. Dạ. Cây này tại vì em mới vừa bấm giật cho nó dày mâm bởi quý cô chú anh chị. Cây mã số 30. Chiều cao của nó là 80. Cái hoành, cái vị trí này là 13 hoành. Cái tán rộng của cây là 50. Cây này đi nguyên chậu luôn ha. Dạ. Sổ đế của cây này là 40. Đường kính của chậu này là 25. Rồi, cây mã 30 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 600k. Khi đi là bao ship và bao luôn ship cả chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng thành phẩm của anh chị em. Dạ. Tiếp theo,
một cái cây thái 5 màu. Là full bông. Full bông. Mã 31. Form tàn rất là đặc ha. Chiều cao 1m1. Tán rộng 1m1. Hoành là 21 hoành. Mã 31 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 450.000. Bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 32. Vẫn là bonsai thành phẩm của anh chị. Bonsai thành phẩm của cô chú anh chị. Nếu mình ra cái mâm nó giống vậy nè. Chiều cao 80. Cái hoành 15. Sổ đế của cây là 40. Đế nơm rất là quái ha. Cái này với cây hồi nãy là một cặp em anh chị. Dạ. Cái này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là mã 32 này là 650.000. Em bao phí ship, bao luôn cả chậu cho quý cô chú anh chị mình ạ. Tiếp theo, một cặp cẩm thạch tím siêu hoa mã 33. 36. Ủa 32 hả 33. Chiều cao 50. Tán ngang 50. Hoành. Hoành là 11. Cây này dạ. Xin nhắc lại cây này là cây mã 33 nha quý cô chú anh chị. Ép chậu nhỏ dạ. Ha. Chơi ban công rất là đẹp. Dạ, rồi cái này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000 nha, mã 33. Rồi mã số 34. Cây này về đánh bonsai được nha quý anh chị, tím tuyết siêu bông. Chiều cao 80. Này nó có thế sẵn rồi. Một rễ. Cái hoành 13. Đây, cái dáng cây này về quý anh chị mình đánh chi này ra đây ha. Rồi mã 34 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000. Mã 35. Tím tuyết siêu bông luôn. Chiều cao 50. Tán rộng 40. Hoành 20. Hoành 12 hoành. Mã 35 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000. Mã 36. Chiều cao. Chiều cao của nó là 70. Tán rộng của nó là 50. Hoành của nó là 13. Mã 36 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 220.000 nha. Mã số 37. Cẩm thạch tím siêu bông. Chiều cao của nó 70. Tán rộng của nó 50. Cái hoành 15. Mã 37 này cũng 220.000 nha quý cô chú anh chị. Mã 38. Chiều cao của nó là 70. Tán rộng của nó là 50. Hoành 13. Cái mã 38 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 nha. Cái mã số 39, cây dưa hấu đỏ, cái mã số cuối clip của ngày hôm nay. Chiều cao 60, tán rộng 35. Hoành 15 hoành. Cái mã 39 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 thôi nha. Rồi, cuối clip em xin mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị trong clip của ngày hôm nay và chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo ở nhà vườn em Minh Phú nha.